xin chào tất cả các em học sinh lớp 6 đến với kênh học trực tuyến của ngành giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Hôm nay, cô cùng các em tiếp tục tìm hiểu bài học hạt trồng cây thông. Trước khi đi tìm hiểu nội dung bài học, các em cần xác định được mục tiêu của bài học này. Qua bài học này, các em xác định được một về kiến thức. Các em trình bày được đặc điểm cấu tạo cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản của thông. 2. Phân biệt sự khác nhau giữa nấu của thông với một hoa đã biết. 3. Nêu được sự khác nhau cơ bản giữa cây thông, cây hạt trần và cây có hoa. 2. Về kỹ năng, rèn cho các em kỹ năng quan sát, nhận biết, so sánh, kỹ năng hoạt động cá nhân. Về thái độ, giáo dục các em ý thức bảo vệ thực vật, yêu thích môn học hơn. Cấu trúc của bài học này gồm có 3 phần. Phần 1, các em đi tìm hiểu cơ quan sinh dưỡng. Phần 2, các em đi tìm hiểu cơ quan sinh sản. Phần 3, các em đi tìm hiểu giá trị của cây hạt trần. Vậy, trước khi đi vào nội dung của bài mới, các em hãy ôn lại kiến thức của bài cũ. Các em hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu dưới đây. Câu 1, đặc điểm chung của nhu quyết là gì? A. Cơ thể chưa có rễ, thân, lá chính thức, sống trong nước, sinh sản nhờ nước. B. Cơ thể đã có rễ, thân, lá chính thức, có mạch dẫn, sinh sản bằng hạt. C. Cơ thể đã có rễ, thân, lá chính thức, có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử. D. Cơ thể có thân, lá, chưa có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử. Thụ tinh cần có nước, sống ở môi trường ẩm. Chúng ta chọn đáp án đúng cho câu này. Đáp án đúng cho câu này là C. Cơ thể đã có rễ, thân, lá chính thức, có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử. Tiếp tục câu 2. Dương sĩ sinh sản như thế nào? A. Sinh sản bằng cách nảy chồi. B. Sinh sản bằng củ. C. Sinh sản bằng bào tử. D. Sinh sản bằng hạt. Đáp án đúng cho câu này là câu C. Sinh sản bằng bào tử. Câu 3. Dương sĩ, các túi bào tử nằm ở đâu? Câu 3. Ở dương sĩ, các túi bào tử nằm ở đâu? A. Mặt dưới của lá. B. Mặt trên của lá. C. Thân cây. D. Rễ cây. Đáp án đúng cho câu 3 là câu A. Dương sĩ có túi bào tử nằm ở mặt dưới của lá. Câu 4. Cây nào dưới đây không thuộc nhóm quyết? A. Bèo tắm. B. Bèo hoa dâu. C. Rau bợ. D. Dương sĩ. Đáp án đúng cho câu 4. Câu A. Bèo tắm. Câu 5. Trong lịch sử trái đất, quyết phát triển mạnh trong điều kiện khí hậu như thế nào? A. Nóng và khô hanh. B. Nóng và ẩm. C. Lạnh và khô hanh. D. Lạnh và ẩm. Đáp án đúng cho câu 5 là câu B. Nóng và ẩm. Tiếp tục câu 6. Trên trái đất, quyết cổ đại tồn tại cách đây khoảng A. 250 triệu năm. B. 100 triệu năm. C. 50 triệu năm. D. 300 triệu năm. Đáp án đúng của câu này là câu D. Câu 7. Đại đa số các loại quyết hiện nay đều là A. Cây thân cỏ. B. Cây thân cột. C. Cây thân leo. D. Cây thân gỗ. Đáp án đúng cho câu 7 là câu A. Vậy các em vừa ôn lại nội dung kiến thức của bài cũ. Để tìm hiểu nội dung bài mới, các em hãy quan sát hình ảnh sau đây.
Các em quan sát hình bên. Hình bên cho ta thấy đó là một nốt thông đã chín mà ta quen gọi là quả, vì nó mang các hạt. Nhưng gọi như vậy là chính xác hay chưa? Ta đã biết quả phát triển từ hoa, đúng ra là bầu nhụy trong hoa. Vậy cây thông đã có hoa, quả thật chưa? Bài học này sẽ cho chúng ta trả lời được câu hỏi đó. Kem sang tiết 48, bài 40, hạt trầm, cây thông. Kem quan sát hình cây thông. Kem cho biết cây thông thường sống ở môi trường nào? Cây thông hiện nay khá phổ biến, nó sống trên cạn, chủ yếu ở các cánh rừng nhiệt đới. Ví dụ ở nước ta có rất là nhiều cái rừng thông, cụ thể là rừng thông Đà Lạt. Đầu tiên, Kem sẽ đi tìm hiểu cơ quan sinh dưỡng. Kem cho biết cơ quan sinh dưỡng của cây có hoa gồm những bộ phận nào? Chúng ta đều được học cơ quan sinh dưỡng của cây có hoa. Vậy, cơ quan sinh dưỡng của cây thông cũng giống như cơ quan sinh dưỡng của cây có hoa, nó sẽ gồm 3 bộ phận: rễ, thân, lá. Thế các em hãy quan sát hình ảnh cơ quan sinh dưỡng của cây thông. Đặc điểm rễ: thân cây thông thuộc thân gì, màu sắc, hình dạng lá, số lượng, mọc của lá trên thân cành. Dựa vào những đặc điểm ở hình ảnh, Kem trả lời câu hỏi sau đây: rễ thông có đặc điểm như thế nào để thích nghi với điều kiện sống? Hiện nay thông đang sống ở môi trường cạn. Kem biết rằng rễ thông to, khỏe, mọc ăn sâu, lăn rộng dưới đất để thích nghi được với môi trường sống ở trên cạn, trên các đồi rừng. Tiếp theo, thân cây thông thuộc loại thân gì? Màu sắc vỏ của cây. Kem quan sát kỹ trong hình và trả lời: lá thông có hình dạng, số lượng như thế nào? Cây thông thuộc loại thân gỗ, vỏ ngoài màu nâu, xù xì. Lá của nó, lá nhỏ, hình kim, mọc từ 2 đến 3 chiếc trên một cành con rất ngắn. Vậy các em thử nêu lại đặc điểm cơ quan sinh dưỡng rễ, thân, lá của cây thông. Rễ của cây thông, rễ to, ăn sâu, lằn rộng. Thân của cây thông là thân gỗ, vỏ ngoài có màu nâu, xù xì. Lá nhỏ, hình kim, mọc từ 2 đến 3 chiếc trên một cành con rất ngắn. Vậy, chúng ta đã vừa tìm hiểu xong cơ quan sinh dưỡng của cây thông. Bây giờ các em sẽ đi đến kết luận cho phần này. Cơ quan sinh dưỡng của cây thông: rễ to, ăn sâu, lăn rộng. Thân gỗ, vỏ ngồi có màu nâu, xù xì. Lá nhỏ, hình kim, mọc từ 2 đến 3 lá trên một cành con rất ngắn. Các em ghi nhớ kiến thức phần này. Vậy, các em đã tìm hiểu xong nội dung của phần 1 nhỏ. Chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu phần 2 nhỏ, cơ quan sinh sản. Các em quan sát hình bên. Thế đây là bộ phận nào của cây thông? Đây người ta thường gọi là nón thông, mà trong thực tế chúng ta hay thường gọi nó là quả thông. Nhưng thực ra đây không phải là quả thông, mà đây là nón thông. Các em quan sát hình ảnh các nón thông và các em hoàn thành phiếu học tập sau đây. Trong phiếu học tập này chúng ta cần so sánh được nón đực và nón cái có những đặc điểm như thế nào. Đặc điểm ở đây: màu sắc và kích thước. Các em quan sát hình của nón đực, chúng ta thấy nón đực sẽ có màu vàng, thường là mọc thành cụm. Còn nón cái là có màu xanh, mọc riêng lẻ. Về kích thước của nón đực so với nón đực nhỏ hơn nón cái và nón cái sẽ lớn hơn. Các em quan sát lại nón đực và nón cái được bổ dọc. Thế cấu tạo của nón đực và nón cái giống và khác nhau ở các đặc điểm nào? Ở đây chúng ta thấy nón đực khi người ta bổ dọc sẽ có trục nón.
Bên ngoài sẽ có vải, người ta gọi là nhị. Trong vải này sẽ mang các túi phấn. Trong túi phấn sẽ chứa các hạt phấn. Về nón cái cũng có trục nón. Có vải, vải ở đây gọi là lá nõn. Và trong vải sẽ có nõn. Các em quan sát nón cái đã chín. Kem xác định hạt thông trên nón cái. Thế hạt thông trên nón cái sẽ nằm lộ trên vảy hay nằm lộ trên lá nõn hở? Kem quan sát tiếp hạt thông và hạt quả táo. Thế em hãy nhận xét gì về vị trí của hạt thông so với hạt táo? Các em thấy rằng hạt thông nằm lộ trên lá nõn hở, hạt táo nằm trong quả. Thế cơ quan sinh sản của thông là gì? Thông sinh sản bằng bộ phận nào? Cơ quan sinh sản của thông là nón. Thông sinh sản bằng hạt nằm lộ trên lá nõn hở, nên ta gọi thông là thực vật hạt trầm. Vậy thông đã có hoa, quả thực sự chưa? Ở đây thông là thực vật chưa có hoa, chưa có khả năng tạo thành quả được. Do đó, hạt chỉ nằm lộ trên cái lá nõn hở, mà lá nõn hở là thuộc cơ quan sinh sản của nó là nón. Do đó ta thể chưa thể gọi thông là thực vật có hoa được. Các em quan sát tiếp quá trình sinh sản của cây thông. Cây thông có nón đực và nón cái. Trong nón đực sẽ có túi phấn. Trong nón cái sẽ có lá nõn hở. Thế túi phấn mang hạt phấn chứa tinh trùng. Lá nõn hở sẽ có nõn chứa nõn cầu. Sự kết hợp giữa tinh trùng và nõn cầu sẽ tạo thành hợp tử. Hợp tử sẽ phát triển thành hạt và hạt nảy mầm thành cây thông. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi đến kết luận cho phần 2. Cơ quan sinh sản của thông là nón. Nón đực nhỏ, màu vàng, mọc thành cụm. Cấu tạo có trục nón. Vảy gọi là nhị. Mỗi vảy mang hai túi phấn chứa hạt phấn. Nón cái lớn, màu xanh, mọc riêng lẻ từng chiếc. Cấu tạo có trục nón. Vảy gọi là lá nõn. Mỗi vảy mang hai nõn. Thông sinh sản bằng hạt. Hạt nằm lộ trên lá nõn hở, gọi là hạt trầm. Vậy trong thực tế chúng ta thấy rất là nhiều rừng thông. Ngoài cây thông ra thì những thực vật nào giống như thông và có giá trị như thế nào? Kem sẽ tiếp tục tìm hiểu phần 3, giá trị của cây hạt trầm. Vậy giá trị của cây hạt trầm là gì? Cây hạt trầm có hai giá trị. Giá trị lớn thứ nhất là lấy gỗ. Ví dụ như cây thông, cây bô ngô, cây hoàng đàn, kim giao. Giá trị thứ hai là dùng để làm cảnh. Một số cây ví dụ tuế, bách tán, trắc bách diệp, thông tre. Như vậy hạt trầm có hai giá trị lớn. Nó cho gỗ rất tốt và thơm. Đồng thời nó có dáng đẹp, dùng để làm cảnh. Kem quan sát một số hình ảnh sau đây. Một số cây lấy gỗ như hoàng đàn, bơ mu, thông ba lá, thông trong sa mạc, kim giao. Một số cây làm cảnh như vạn tuế, thiên tuế, thông cảnh, trắc bách diệp, bách tán. Thế ngồi cho hai giá trị trên thì một số cây hạt trầm nó sẽ có nhiều cái công dụng trong đời sống. Ví dụ như nón thông có thể làm hoa trong những ngày cưới,
Hàn thông có tác dụng hòa huyết, đẹp da, nhượng phế, trừ ho, nhượng tràng. Trắc bất diệt có tác dụng bát huyết, cầm máu, tinh dầu thông làm tan xung, trị xung huyết. Tinh dầu hoàng đàn có tác dụng khử trùng rất công hiệu. Tinh dầu bơ mu pha chế nước hoa làm thuốc sát khuẩn, kháng vi, vân vân. Thế chúng ta cần làm gì để phục hồi số lượng những cây hạt trần quý hiếm như hoàng đàn, bơ mu? Chúng ta phải biết trồng những cái khu rừng, đồng thời chúng ta phải biết bảo vệ và tuyên truyền mọi người về cái giá trị của cây hạt trần, để mọi người cùng nhau bảo vệ những cây hạt trần. Vậy chúng ta sẽ đi kết luận cho phần 3. Giá trị của cây hạt trần cho gỗ tốt và thơm như thông, bơ mu, hoàng đàn, kim giang, vân vân. Giá trị thứ hai, làm cảnh vì có dáng đẹp như là tuế, bát tán, trắc bát diệp, thông tre, vân vân. Chúng ta vừa tìm hiểu xong nội dung của bài học, bây giờ chúng ta sẽ đi tổng kết lại nội dung của bài học một lần nữa. Bài hạt trần đại diện là cây thông. Trong bài này sẽ có 3 phần. Phần 1, cơ quan sinh dưỡng. Chúng ta đã tìm hiểu được phần rễ. Rễ của nó to, khỏe, mọc sâu dưới đất. Thân của nó, thân gỗ có mạch dẫn, phân thành nhiều cành, vỏ màu nâu, xù xì. Lá thì nhỏ, hình kim, mọc từ 2 đến 3 lá trên một cành con. Về cơ quan sinh sản, cơ quan sinh sản là nấm. Ở đây có 2 loại nấm. Chúng ta đã tìm hiểu đặc điểm cấu tạo của nấm đực và nấm cái. Thông sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá nõn hở, do đó người ta gọi thông là thực vật hạt trần. Phần 3 các em tìm hiểu được giá trị thực tiễn của cây hạt trần có 2 giá trị là cho gỗ tốt và thơm, đồng thời là trồng để làm cảnh. Vậy để khắc sâu được kiến thức của nội dung bài học hôm nay, các em trả lời một số bài tập trong phần củng cố sau đây. Bài tập củng cố, các em hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu dưới đây. Câu 1, so với dương sĩ, cây hạt trần có đặc điểm nào ưu việt hơn? A, có rễ thật. B, sinh sản bằng hạt. C, thân có mạch dẫn. D, có hoa và quả. Vậy đáp án đúng cho câu 1 là câu B, sinh sản bằng hạt. Câu 2, nấm đực của cây thông có màu gì? A, màu đỏ. B, màu nâu. C, màu vàng. D, màu xanh lục. Đáp án đúng của câu 2 là đáp án C, màu vàng. Câu 3, cơ quan sinh sản của thông có tên gọi là gì? A, hoa. B, túi bào tử. C, quả. D, nấm. Đáp án đúng của câu 3 là câu D. Câu 4, cây nào dưới đây không thuộc nhóm hạt trần? A, tuế. B, dừa. C, thông tre. D, kim giao. Vậy đáp án đúng của câu 4 là đáp án B, cây dừa. Tiếp tục câu 5, loại cây nào đại diện cho hạt trần? A, cây táo. B, cây thông. C, cây mít. D, cây vạn tuế. Đáp án đúng cho câu 5 là câu B. Câu 6,
Nó không phải là hoa vì A. Nó chưa có bào nhụy chứa nó. B. Nó không có màu sắc sặc sỡ. C. Nó không có nhụy. D. Nó không có nhụy. Đáp án đúng của câu 6 là A. Nó chưa có bào nhụy chứa nó. Vậy bài học của chúng ta đã kết thúc. Cô hy vọng rằng chúng ta đã ghi nhớ được nội dung kiến thức của bài học này. Vậy để chuẩn bị tốt cho tiết học sau, cô hướng dẫn các em một số nội dung sau đây. Các em trả lời câu hỏi sách giáo khoa trang 134, đọc phần em có biết trang 134, đọc trước bài hạt kính, đặc điểm của thực vật hạt kính. Các em có thể chuẩn bị một số mẫu vật như cành bưởi, lá lạc, lá son, lá ổi, quả cam, rễ hành, hoa hệ. Vậy cô xin chào và hẹn gặp lại.